Xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay mình quay trở lại nhà vườn của Ngọc Linh. Thì có một số hoa mẫu đơn, đặc biệt hôm nay có phụng hoàng lửa, cây rất là rực rỡ nha quý cô chú. Mình gặp Ngọc Linh để chi tiết quý cô chú mình ha. Rồi mình vào gặp Ngọc Linh để chi tiết cho quý bà con mình xem chi tiết những cái dòng hoa mẫu đơn hôm nay nha, có hôm nay nha bà con. Rồi chào Linh lên đây. Dạ rồi, em xin chào anh Pháp Thái, em xin chào tất cả mọi người trên đây kênh trên Pháp Thái TV ạ. Hôm nay lời nói đầu tiên cho em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Ngọc Linh trong suốt thời gian qua. Hôm nay Ngọc Linh có vàng sọc cánh bầu, rồi đặc biệt hôm nay có dòng phụ hoàng lửa. Dòng này rất là hot ha. Dạ. Rồi. Mình lên luôn nha anh. Rồi mình lên luôn đi. Cái địa chỉ của mình vẫn là ở phường 6. Dạ đi. Địa chỉ của em là 426 sạc 50B, tổ 34-04, phường 6, thành phố Cao Lãnh. Số điện thoại là 0399699639, cũng là số Zalo của em ạ. Rồi. Rồi, mã số 01. Mã số 01 nó là phụng hoàng lửa. Dòng này hôm gài là nói chung là bà con chào đón rất là ok nha bà con. Dạ. Đây. Đặc biệt cái cây mã số 1 này đang lên hoa rực rỡ, cây gin. Cây này nói chung là đang cho hoa cho bà con mình muốn sở hữu nha. Dòng hoa này nó rất là mạnh ha. Cánh hoa nó nở nó hướng lên trên như thế này nè. Đặc biệt nó cái cánh nó rất là cứng, nở lâu tàn. Rồi cho chiều cao luôn lên đây. Chiều cao là 96. 96 tán ngang luôn. Tán ngang là 50. Cái những cái cây như thế này thì thường rất là mình đi làm clip thì rất là ít nha bà con. Thường quý cô chú mình xả ra mình dâm nhân giống hết trơn rồi, cung cấp cái nguồn giống nên cây như thế này thì mình sở hữu được là rất là ok luôn. Dạ, và nguồn này là nguồn cây lớn nha mọi người. Giống như cái nguồn này là cây đầu tiên luôn á. Dạ, nguồn này nguồn cây mẹ, cây lớn ạ. Hoành năm hoành rưỡi cũng như năm hoành. Năm hoành. Cái em kéo cái thoát thân giùm coi, một cốt nó sạch, dáng thẳng đứng luôn. Thoát thân 48. Rồi mình xây dòng mình cho giá cái mã số luôn lên đây, quá xá được rồi. Quá trời cây bông đẹp. Mã số không mọi giao lưu là 4 triệu bao ship toàn quốc ạ. 4 triệu bao phí ship. Nhưng rồi. Mà dòng này là em nói trước là mình phải chuyển khoản 50% em mới chuyển cây nha. Tại vì cái dòng này nói chung cái giá tiền nó hơi cao nên quý cô chú mình đặt niềm tin thì chuyển khoản trước. Dạ, và đặc biệt ở shop thì rất là chất lượng và uy tín thì bà con cứ yên tâm nha bà con. Rồi đỡ cây luôn em ơi. Dạ. Mã số 02 vẫn là phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa, mã số 02 luôn. Dạ, cây này thì cao ạ. À. Cây này vậy cắt dâm cây này mà. Dâm giống cũng nhiều lắm á. Chiều cao 1m12. Rồi, em kéo cái tán ngang ở phơm tàn ở trên coi. 56. Cái này mỗi một nhánh như thế này ra là có thể là nó lớn hơn cái cây con mình nhiều lắm nha bà con. Một nhánh này là 40 á. 4 tấc. Đây cây này lên đang lên hoa. Đang lên hoa. Rồi cây này cái hoành một cốt thẳng đứng luôn ha. Dạ. Năm luôn cái này. Hoành thẳng năm. Rồi cái này kéo thấp thân lên. 44. 44 kể như 4 tấc đi. Dạ. Rồi mình cho giá cái mã số 2 luôn. Dạ mã số 2 em giao lưu là 3.9 triệu vẫn bao phí ship toàn quốc ạ. 3.900.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây luôn. Dạ. Thì quý cô chú nào ví dụ như ở gần mà có điều kiện mà chạy tới tận nhà thì mình thương lượng cái giảm lại cái phí ship ha. Và đặc biệt mình giao lưu tận vườn luôn cho nó an tâm. Dạ, mã số 03. 03 vẫn là phụng hoàng lửa luôn. Phụng hoàng lửa. Cây này to nha. Cây này lớn thằng. Có đế nơm ha, cây này đẹp nè. Đế đẹp. Và chiều cao 119, 1m19 á. 1m19. Dạ. Đây. Cái này mấy cái này là do nhà vườn của nhấp cho bà con chứ không phải ấy nha, mình giao lưu cái này là lúc em đem về là người ta đã nhấp rồi ha. Đúng rồi người ta đã nhấp cây này rồi. Cái phơm tàn nó dưới giót nha bà con nè, giót vàng thông cái hoa nè, cây này đẹp lắm, rực rỡ luôn màu, bởi vì phụng hoàng lửa nó được chào đón nồng nhiệt là vậy đó. Cái bức hoa nó to, đặc biệt cái cánh nè, cánh rất là đẹp giót ở trên luôn. Cây này thân lớn à, cây này hoành nó bự hơn, hoành thân 6. Này đế nơm nè, đế nơm. Cây này có đế nơm, có cộng đế, một cốt giót luôn. Dạ. Thoát thân 29. Rồi mình cho giá mã số luôn lên đây. Dạ cây này em giao lưu là 4 triệu ạ. 4 triệu đồng. Dạ bao phí ship toàn quốc. Rồi. Và em cũng nhận là chuyển khoản trước 50% em mới chuyển cây ạ. Rồi ok. Tiếp theo số 04. Mã số 04. 04
vẫn là phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa luôn. Dạ. Cây tìm cái cây như thế này thì rất là tuyệt vời nha con. Một cốt mà nó dót lên trên luôn. Dạ. Cây nhỏ thì có rất là nhiều nhưng mà mình tìm những cây lớn này rất là khó. 1m03. Thường mấy cái cây này ví dụ như những quý cô chú nào mà làm thị trường á là thường là ít bán ra lắm, tại vì người ta giữ cái cây mẹ này để người ta nhân giống. Dạ. Đó, đây, mỗi một cái tay như thế này là tầm khoảng 4 tấc. Tay này là 36 ạ. Ha, quý bà con thấy không? Đây nè, cái búp của nó nè, to. Rồi, cái này mình cho cái thất thân. Thất thân 35. Rồi, cái hoành luôn. Cây này đế này còn sâu nha. Còn sâu chứ. Hoành 4 rồi này. Hoành thân 4. 5 4. 4, tính 4 đi. 4. Rồi, mình cho giá luôn lên đây. Dạ, cây này em giao lưu 3 triệu 8 ạ. À. 3 triệu 800 ngàn, bao phí ship luôn. Bao phí ship toàn quốc. Rồi, đổi cây luôn lên đây. Dạ. Cây quá đẹp. Dòng này hoa phải nói là nó cứng. Dạ, mã số 5. Mã số 5, mã số 05. Kéo cây này lớn. Này là mình ghép vàng son sọc ha. Này là vàng son sọc. Cái vàng son sọc rồi em giao lưu rồi. Giao lưu thành công ha. Dạ. Tại dòng này nó rất là mới nha bà con, rất là hiếm luôn, mới xuất hiện. Cái này mới, dòng này dòng mới. Ở đây là phôi đỏ tai. Phôi này già ha. Dạ, nói dạ, cái phôi này không là giá trị rồi. Dạ. Mà cái cây này một cốt hồi xưa mà cắt hạ phú phôi là nói chung là cũng ốc cục à. Dạ. Quanh thân đo trên luôn. 17. Tính 16 thôi. Tính 16. Dạ, đo ở dưới một cái luôn. Thân khoảng 2 tấc không? Không, thấp thân không tới đâu. Đây, ở dưới là 18. 18. Đặc biệt cái cổ đế này còn sâu nha. Dạ, còn sâu tại vì em trồng cho nó nơm rễ xuống. Em trồng cao lắm. Thấp thân 14. Tới chấn là 12. Tới chấn là 12. 12 đi. Cái này 1 bo, 2 bo, 3 bo, 4 bo, 5 bo, 6 bo. 6 bo nhưng mà bo này không tính. Bỏ. Nói chung là tính mình tính đại diện ghép. Dạ. Vô vậy đi. Dạ. À, cái này cái mặt hoa mình trên điện thoại mình có lên. Đúng, có luôn anh. Ờ, em mở ra đi. Tại vì ngủ luôn á. Cái nguồn thì ví dụ như cái hoa thì mình vẫn để trên màn hình. Dạ, nhưng mà rồi. Cho bà con mình xem tin tưởng cái nguồn hoa chứ không gì. Đó, để cho dễ chi tiết. Con thấy cái đế nè. Cây này thì rất là già cây. Đây cái mặt hoa này nha bà con. Đó. Mình sẽ để cái hoa trên màn hình cho quý bà con xem nữa. Còn đây là hoa của Linh sở hữu trên điện thoại. Dạ, đây cũng là mặt hoa đó luôn nè. Đó, nó lên rất là ngọt ha, màu gạch tôm. Màu rất là ngọt. Rồi, mình cho giá cái mã số luôn lên đây, chi tiết cây mã số 5. Mã số 05 em giao lưu 4 triệu 2 gút chậu nha. Mình bỏ chậu. Dạ, tại vì cái chậu này lớn lắm. Quý bà con nào ở gần muốn sở hữu cái chậu này mình thương lượng thêm đi. Thì mình giao lưu tại vườn á. Cái chậu này từ đây qua đây là 55 á. Thường mình ship á, là mấy chậu này mình không có không gửi ship đi được. Ship ra ngoài tới ngoài là mình lấy miễn à không à. Dạ đúng rồi, nó dễ bể lắm. Đó, bà con thấy ghép lệnh sung nè. Dạ. Rồi đổi cây luôn em ơi. Dạ. Giá 4 triệu 200 ngàn bao phí ship. Đặc biệt là bỏ chậu lại nha bà con. Dạ. Tiếp theo. Số 6. Số 6. Rồi, em giao lưu cây ghép à. Cây ghép. Dòng vàng sọc cánh bầu á. Vàng sọc cánh bầu. Đây có mặt qua đó. Cái đặc biệt cái phôi này là hồng phấn thái rất là sung. Hồng phấn thái rất là sung. Dòng hoa trong vườn này nha bà con, mình giao lưu mặt hoa vậy đi, cánh này nói chung là cánh bầu. Đúng rồi, cánh bầu. Rồi mình cho chiều cao luôn. Dòng này hồng phấn này nó sung 39 thằng đại luôn. 39 này ghép 1 2 3 4 5 6 bo. Dạ. Cây rất là sung. Thì có củ có đế hết nha. Rồi mình cho cái hoành luôn. Dạ. Địch rễ nó ra như giá rồi nè. Nuôi thần nó là dạ 15 hoành. 15. Này tam tài luôn nha bà con. À, chia lên tam tài. À, dòng này bà con về mình dưỡng mình chia ra ha, mình làm thế bonsai để bàn là ok luôn. Dạ. Rồi cho giá luôn lên đây. Dạ 900k em bao ship toàn quốc. 900.000 cho mã số 06. Mã số 06. Rồi đổi cây luôn. Mã số 7. Vẫn là vàng sọc ghép. Vàng sọc ghép. Dạ. Đây. Rồi mình cây cho cao luôn, cây này dáng giống thú ha. Dáng thú. Ngồi chờm cái giò. Dạ. 46 tính 44 rồi. Rồi, cái này ghép 1 bo, 2 bo, 3 bo, 4 bo, 5 bo. Dạ, 5 bo mà lên vậy nè. Bo nhưng mà lên tốt. Bà con cắt bo này ra là ghép vô là cũng xỉu luôn á, nhiều bo lắm. Dạ. Rồi mình đổi hoành luôn lên đây. Cái này có cái đế chạc. Dạ. Hoành 15.5 tính 15 đây. Dạ, tính tam tài luôn, ba chi. Đây mặt hoa nè.
Rồi, mình cho giá mã số luôn, 07. Dạ, mã số 07 em vô luôn là 900k bạn, bao phí ship toàn quốc. Rồi, 900.000 bao phí ship luôn. Mã số 08. Mã số 808. Vẫn là ghép vàng sọc cánh bầu dạ, luôn. Dạ, vẫn là ghép vàng sọc cánh bầu. Dạ, chiều cao 44, tính 42 thôi. Tính 40 cho anh chẳng luôn. Tính 40 đi, cho anh chẳng. Đây, 1 bo nè, 2 bo, bo này mình không kể đi. Dạ, bo 3, 4, 5, 5 bo. 5 bo. Dưới đây hai bò bỏ nữa là bảy bò. Dạ, bảy bò. Cây một cốt dán trực. Phôi vẫn là hồng phấn thái, rất là sung. Hoành 12 rưỡi tính 12 luôn. Tính 12. Đế còn sâu. Rồi mình cho giá mã số luôn. Dạ, mã số 8 em giao lưu là 850k. 850.000, mã số 8. Mặt hoa nhìn rất là nét nha bà con. Cánh bầu, cánh tròn với vàng sọc bánh tre nó chung một mẹ đó, nhưng mà cái cánh hoa nó khác nên tùy theo cách kêu của bà con thôi. Dạ. Rồi mình cho chiều cao. Mã số 909, số đẹp luôn. Chiều cao tính 45 thôi. 48 tính 45. Dạ. Này ghép 1 2 3 4 5 bo nha bà con. Nè. Lên dạ. Lá rồi nè. Rồi. Rất là sung. Rồi mình cho hoành luôn. Hoành này 14 rưỡi gần 15 rồi. Tính 14 đi. Dạ, tính 14. Rồi vàng sọc ghép cánh bầu này mình cho vàng giá luôn. À, mã số 09 em giao lưu là 900k. 900.000 bao phí ship luôn. Dạ, rồi đỡ cây luôn. Tiếp theo mã số 10, cây này lùng lực nha, cây này phơm mới đặt à. Chiều cao 3 tắc 3 tính 3 tắc thôi. À, này ghép 1 bo 2 bo 3 bo 4 bo mà nó đẻ nhánh rồi quá xuống xá luôn, đều lắm luôn. Cây này là giống như là thành phẩm rồi đó. Đặt rồi này về. Dạ. Chỉ cần nuôi lên cho nuôi hoa chơi bông à. Rồi mình cho cái hoành luôn. Hoành thân 12 xiết thước. Yeah. Đây mặt cái mặt hoa nè bà con. Rồi mình cho giá mã số luôn lên đây. Dạ, mã số 10 là 850k bao ship ạ. 850.000 bao phí ship. Mã số 11. Cái này cũng cũ cũng quái à. Đó, rồi mình cho cao luôn. Giá cái bò ghép rất là sung. 43 tính 40 mà. 43 tính 40. Này ghép hai bo trên là hai bo dưới này mới dính là mình không kể đi, tính hai bo thôi. Cái đế này quái luôn ha. Cây này lớn. Cái này quái. Mới ghép sau nha bà con. Tại mới ghép sau này mình không tính thôi. Dạ. Này chủ yếu là hai bo trên này đi. Đúng rồi, chủ yếu hai bo trên với cái cây này cũng đế. Đế rồi mình cho cái hoành eo luôn, hồng phấn thái. Dạ. Gốc quái ha. Gốc này to. Hoành 16 rưỡi tính 16 đi. Tính 16. Chịu cho bà con luôn. Dạ. Rồi giá luôn lên đây. Dạ, 850k em 850.000 bao phí ship luôn. Dạ. Rồi đỡ cây luôn. Đây là mấy cái dòng mặt hoa sọc này nha bà con. Nè. Mã số 12. 12 vẫn là ghép vàng sọc cánh bầu luôn. Dạ, vẫn là vàng sọc cánh bầu ghép ạ. Chiều cao tính 30. 33 tính 30. 1 2 3 4 5 6 bo. 6 bo. Cây một cốt dán trực luôn. Nè, nó có cái mặt này nha, nhưng mà nó đang kéo nha. Cái này là sao? Mặt cắt của cái mấy cái chi mấy cái tay á, mình cắt làm một cốt. Cắt lại đang cho cái cây cái keo nó liền hết rồi. Nha. Hoành 14. 14. Rồi, mã số này cho giá luôn. Dạ, mã số 12 em giao lưu 700.000 ạ. 700.000 bao phí ship. Rồi cái phôi hồng phấn thái thôi là cũng vài trăm ngàn nha bà con. Đây mặt hoa nè. Em ghép cái này cho chủ yếu mình là sau này chơi hàng. Mã số 13. Mã số 13. Cái hàng thành phẩm. 34 tính 30 luôn đi. Này ghép 3 bo ha. Dạ. Dương bo này nữa không kể nhau con. Bỏ đi, bỏ bo này đi. Bo này không tính. Hồng phấn thái. Rồi. Cây nào cũng có củ có đế hết. Đế nồm vậy nè. Dạ. Rồi mình cho hoành luôn. 14 rưỡi tính 14 đi. Tính 14. Rồi, mã số này mình cho giá luôn lên đây. Dạ, 13 em giao lưu là 700.000 ạ. 700.000 bao phí ship luôn. Dạ, bao phí ship. Mã số 14. Mã số 14. Cây này thì nó mới đâm mà. Nhưng mà được cái cây nó thấp thân. 34 tính 30 đi anh ơi. Hồng phấn này là hồng phấn thái nha bà con. Lá dạ. Nó rất là sung. Này 1 bo, 2 bo, 3 bo. Này bo mới bo này ghép nữa là không tính đi. Dạ, không tính. Đó, nhưng mà vài bữa nó đâm chồi liền à. Dạ. Nó dính rồi. Này thấp thân tầm phân tấc đi. Thấp thân chắc cỡ đó. Tấc, tấc 10. Đúng. 12. 12 xiết thước. Rồi, cái này ghép vàng sọc cánh bầu cho giá luôn. Dạ, mã số 14 giao lưu 500.000 bao phí ship. 500.000 bao phí ship. Rồi đổi cây luôn. Dạ. Số 15.
vẫn là ghép vàng sọc. Dạ, vẫn là vàng sọc ghép. Cảnh bầu thì hoa trên mặt hàm trên clip nãy giờ bà con xem ha. Tới 40 anh. 40, này ghép 1 bo, 2 bo, 3 bo chia dạ. Chia chi ra nha. Không dạ. Chi. Cái này một bo này nó nói chung đầm mầm mà không tính đi. Dạ không tính. Dáng này nó hơi bay bay. Dáng này giống như cái chịch lắc. Nó hơi bay bay. 14 rưỡi tính 14 đi. Tính 14 à. Cây rất là tốt luôn. Rồi cho giá luôn đây. Rồi mã số 15 em giao lưu 700.000 ạ. 700.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây luôn. Dạ. Đây, giờ sọc ghép cái nguồn này nha bà con. Tính mặt hoa này đi. Mã số 16. Em giao lưu cây để bàn ạ. À. Cây để bàn. Mỹ cam ha. Dạ không, cái này là Mỹ đỏ. Mỹ đỏ. Nhưng mà cái này là rễ nha. Cái rễ nuôi từ rễ dạ, ha. Rễ nuôi từ cái rễ á. Ờ, một nên cái tác này, tác rất là dạ. Bonsai để bàn. Dạ, bonsai để bàn. Ha ha, dáng thú luôn ha. Dạ. Cái này mình vô thùng mình gửi nguyên chậu luôn ha. Đúng rồi, em cái này là tượng rồi chậu với đá đồ là ký đá rồi hết luôn. Rồi mình cho cái tán ngang. Tán ngang là 30 từ cái mí gốc qua là 33 tính 30 thôi. Này Mỹ đỏ nha bà con. Dạ, Mỹ đỏ, đỏ nha. Mỹ đỏ lá Mỹ cam á. Này cái rễ mà nuôi lên tại cái cọng rễ nó chậm lớn lắm, nuôi dạ. Lên về bà con thấy chi à. Chi đều chân à. Thấy vậy cái, nó già lắm. Cái quà cái thân này chắc cũng cỡ tầm thiếu lớn hơn điếu thuốc lá đi. Cái này là bằng ngón tay lớn hơn ngón tay út luôn á. Rồi. Rồi cái mã số này mình cho giá luôn lên đây. Dạ mã số 16 em giao lưu 350k. 350.000 bao phí ship cho một cái tiểu phẩm ha. Dạ, một cái tiểu phẩm để bạn ạ. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17. Vẫn là một cây rễ. Vẫn là rễ ôm đá của Mỹ đỏ, lá Mỹ cam. Đây đây cái đọt nó đỏ vậy nè, Mỹ đỏ, dạ, lá đỏ. Mỹ cam. Dáng lắc lượng. Chiều ngang 26. Này là tiểu phẩm ha. Nó đế này mà con thấy rễ nó ra vậy là nó mạnh dữ lắm rồi. Cây để bàn. Đó. À, giao lưu rồi, không gầy hiếm khi anh em giao lưu cái dòng này như thế này lắm. Dạ. Này là nói chung là thành phẩm rồi ôm đá. Dạ. Rồi mình cho giá mã số luôn. Dạ mã số 17 em giao lưu 300k. 300.000 bao phí ship luôn. Rồi đỡ cây luôn. Giá rất dễ chơi nha bà con. Mãi mốt nó lên cái hoa cái là rực rỡ nè. Tiếp theo mã số 18. Vẫn là cái rễ dạ, ôm đá luôn. Cái rễ ôm đá vẫn là rễ Mỹ đỏ à. Rồi mình cho cái chiều cao tán thơm ngang 25. Cao được khoảng 25, không tới. Cái này cái hoành thân nó cũng cỡ bằng ngón trỏ mình vậy nha dạ. Bà con nè. Đó. Rễ nó ôm đá vô đây à. Nuôi lâu lắm mới có được ôm đá như thế này. Cọng rễ thường chậm lớn. Dạ. Rồi. Cọng rễ nó vậy chứ nó già lắm. Mình cho cái giá của cái tác phẩm này luôn lên đây. Dạ, cây mã số 18 này em giao lưu 350k. 350.000. Cái dạ. Đặc biệt cái này là có cái chậu nên đóng thùng rất là cực nha bà con. Chậu đúng rồi à. Với cái tượng luôn. Tượng, nội cái tượng này không là cũng có có giá trị rồi. Dạ. Tại vì mua mấy cái tiểu phẩm này nó giá cao. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi tiếp rồi. Theo thì cây giống ha lên dạ, cây giống em có cây ghim luôn nha cây 2, 3, 4, 5 mắt lá cây rất là sung đang lên trời nha bà con cây dòng này là vàng sọc cánh bầu. Vàng sọc cánh bầu có mặt hoa đây, mặt hoa đây lính dâm ra nguồn cây giống nha bà con rễ gà trắng hết trơn rồi cây rồi cái này ví dụ như mình giao cây cho bà con giao lưu là chiều cao thấp nhất là bao nhiêu lên mình cái này không? Em cho thấp nhất là một tấc đi một tấc mình còn cho ví dụ như mấy cây giao cây cao hơn thì mình vẫn cũng có mình vẫn giao luôn dạ. Nhưng mà do giống như là kiểu giống như là do mình lựa chọn á lựa chọn đi ngẫu dạ. Nhiên đi dạ. Nói chung là ngẫu nhiên muốn lấy ví dụ như hàng một tấc thì em đưa một tấc tấc cử có tấc cử hai tấc lấy hai tấc vậy đó ví dụ như giờ em giao lưu rồi ví dụ như những cây như nhỏ thì 200k một cây. À cây còn nhỏ là 200. Lớn hơn thì 300.000 cây, còn một cặp thì 500.000. Rồi. Rồi em bao phí ship còn quá. Bao phí ship là dòng này là vàng sọc cánh bầu này cánh nha bầu. Bà con. Dạ. Đó, đây là nguồn cây giống thì mọi chi tiết thì bà con có thể liên hệ chỗ Linh ha. Dạ. Rồi, tiếp theo. Giao lưu cây vàng sọc đang qua này luôn anh. Đây. Cây cuối clip ha. Dạ, cây này cây cuối clip. Rồi, cây này cái phôi này phôi đỏ gì? Ta. Đỏ ta. Trời ơi nó già. Đó, cái phôi này không là nói chung giá là cũng cổ vậy. Rồi nha bà con. Dạ. Là cái cổ nó già nó nứt da me luôn hoành thân tính 25 thôi 25 rưỡi tính 25 dạ. Cái này đế tứ diện nha bà con tại đế, vì nó phủ phân á nè đế tứ diện chân cây sống khỏe rồi dạ, có đế cái rễ này nó lên chồi nè này ghép mấy bo lên này em ghép 2, 4, 5, 6 bo nhưng mà tính 5 bo thôi tính 5 bo chị hao dạ. Cho con đây dạ. Sọc đang có mặt qua này có hoa lên luôn
trời, đọt nào cũng lên. Cái nụ này là nhiều anh em ta kêu nụ đỏ nè. À, sọc nụ đỏ ha. Ờ, giống như kiểu này sọc nụ đỏ luôn. Nói chung vậy, cây này nó mới phát triển lên nên dạ, cái cánh hoa nó hơi nhỏ. Nó chưa có đúng sức đó. Dạ. Đúng sức lên là ok, dòng này là nói chung sọc rất là nét luôn. Dạ. Đáng nghe được 30 ạ. Này là tứ quý luôn ha. Một dạ, cốt lên chia 4 chi. Đúng rồi, 4 chi. Chiều cao 40 luôn. Cái này là nó giống như cái bàn tay mình về nha bà con nè, bàn tay Phật cái đó, nếu như còn chi bên đây nữa là thành cái bàn tay Phật luôn á. Dạ. Rồi cái này mình giao lưu là mình rút chậu hết lên. Dạ, em giao lưu rút chậu anh. Rút chậu bó bầu. Dạ, rút chậu bó bầu. Đây cái mặt này nè bà con. Là đấy, thật cây hết hoàn toàn nha. Hồi lúc trước để tay đây nữa là thành cái bàn tay. Đó, đế nè bà con, sạch ha. Sạch cây, đế là nè, có đế nè, nè. Bà con đó, nhìn đế nè. Đế là đế từ đều hết luôn á. Tại đó, vì mình ấm lại làm cho cây nó đừng mất sức. Nói chung cây trong vườn mình vừa chiêm ngưỡng, mình vừa nuôi, mình chơi mà vừa giao lưu luôn. Dạ, là rất là ok. Dạ, rất cây này em giao lưu 3 triệu ạ. À, 3 triệu đồng. Bao phí ship luôn ạ. Bao phí ship. Như cái phôi này nó già là giá dạ, trị nha bà con. Cây này là phôi không là lá là giá trị rồi. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Em xin cuối clip em xin chúc quý cô chú anh chị cùng tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc có một buổi chiều thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ạ. Rồi. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Rồi. Thì như nãy giờ mình chia sẻ với quý bà con rồi, cái dòng phụng hoàng lửa này hổng gài thì nói chung làm clip thì rất là hiếm khi được một cái cây mà green nó lớn như thế này mà có hoa. Nếu như bà con nào sở hữu được thì cũng đó là một cái duyên nha. Tại vì cái dòng này thường nó hot, lúc nào những cái dòng hot là thường là về quý bà con làm giống nên làm thị trường á, nhấp ra hết rồi, ít khi còn được một cái green như thế này lắm. Rồi, Pháp Thái TV chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip Zalo tiếp theo nha.